Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 20 tháng 3 năm 2023, thị trường biến động trong khoảng từ 47.000 đến 51.000 đồng ruột kg. Giá heo hơi tại miền Bắc Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc tăng cao nhất 3.000 đồng 1 kg. Cụ thể, các địa phương bao gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đang thu mua heo hơi với giá 48.000 đồng ruột kg sau khi tăng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg. Sau khi tăng 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg, các tỉnh, thành còn lại đang giao dịch ở mức 50.000 đồng nguyên kg. Giá heo hơi tại miền Bắc giao động trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng trong khoảng 1.000 đến 2.000 đồng chuột kg. Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đang giao dịch cùng mức 48.000 đồng một kg sau khi tăng 1.000 đồng kg, ngang với Quảng Ngãi. Thương lái tại các địa phương bao gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng đang thu mua heo hơi với giá 49.000 đồng ruột kg. Heo hơi tại tỉnh Bình Định được thu mua với giá 50.000 đồng ruột kg sau khi giảm một giá. Các địa phương khác không ghi nhận biến động mới so với tuần trước. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 47.000 đến 50.000 đồng ruột kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Nam biến động trong khoảng 1.000 đến 2.000 đồng ruột kg. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu đang thu mua heo hơi với giá 48.000 đồng một kg. Hai tỉnh Bình Phước và Trà Vinh điều chỉnh giá heo mức 49.000 đồng một kg. Heo hơi tại các địa phương bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Tháp đang được thu mua với giá 50.000 đồng một kg. Vĩnh Long và Hậu Giang điều chỉnh giá thu mua tăng 1.000 đồng chuột kg lên mức 51.000 đồng một kg, ngang với Cà Mau và Bạc Liêu các địa phương còn lại tiếp tục chứng kiến giá thu mua trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng một kg. Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn cho biết, giá heo hơi xuống thấp không phải do lượng cung thừa, mà nguyên nhân chính là do suy thoái kinh tế toàn cầu kéo theo nhu cầu thiêu thụ thịt heo của người dân giảm mạnh. Ở Việt Nam hiện có khoảng 27 đến 28 triệu con heo trên 100 triệu dân thì không thừa so với nhu cầu tiêu thụ. Nhưng thời gian qua sức mua giảm do suy thoái kinh tế, người dân tiết giảm chi tiêu không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới nên đã tác động tiêu cực tới việc tiêu thụ thịt heo. Nếu ví dụ giá heo hơi một số nước trên thế giới đang trên đà suy giảm mạnh, ông Thắng cho biết, Trung Quốc giá heo hơi hơn một tháng qua giảm từ 86.000 đồng 1 kg xuống còn 54.000 đồng một kg, Mỹ, Mexico, Brazil giảm từ 43.000 đồng xuống còn 31.500 đồng chuột kg. Ông Thắng cho biết, với giá heo hơi 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg thì người chăn nuôi nhỏ lẻ chắc chắn thua lỗ, còn các trang trại khép kín thì có lãi không nhiều. Tuy nhiên, đây là ngành kinh tế nông nghiệp nên phải chấp nhận việc phụ thuộc vào giá cả thị trường. Về phía mình, Cục Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang tăng cường các giải pháp khoa học để chế biến sâu, giảm chi phí đầu vào, kết nối cung cầu, đẩy mạnh sản xuất. Cục đã khảo sát và đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình chính phủ Thủ tướng chính phủ giảm thuế để hỗ trợ người chăn nuôi, các doanh nghiệp chăn nuôi tăng cường kết nối cung cầu, đẩy mạnh xuất khẩu để tháo gỡ khó khăn này. Theo các tiểu thương ở Hà Nam, giá heo hơi xuống thấp kỷ lục kể từ năm 2020 đến nay, đồng thời lượng tiêu thụ cũng giảm khoảng gần 40% so với vài tháng trước đó. Giảm gần 40% lượng heo hơi. Anh Nguyễn Văn Thà, thương lại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam cho biết Hiện nay các thương lái đang mua giá 47.000 đến 48.000 đồng chuột kg tại các trại chăn nuôi, bán tại chợ giá từ 48.000 đến 49.000 đồng chuột kg. Heo hơi mua từ các trang trại giá 49.000 đồng nhưng bán tại chợ chỉ được giá 47.000 đến 48.000 đồng chuột kg. Như vậy, mỗi tạ heo hơi phải bán lỗ vốn 200.000 đồng, chưa kể công vận chuyển. Anh Đỗ Đại Cường, thương lái tại chợ cho biết. Do giá heo hơi rẻ nên lượng tiêu thụ hơn 2 tháng nay tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam cũng giảm từ 30 đến 40% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 năm qua, tỷ lệ chăn nuôi nông hộ trên cả nước đã giảm từ 5% đến 7% năm. Riêng giai đoạn 2019-2021, cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ giảm 15% đến 20%. Hiện nay, sản lượng heo sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35% đến 40% Sản lượng heo sản xuất trong hộ chuyên nghiệp và trang trại chiếm 50% đến 60%. Theo dự báo, chăn nuôi heo trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp khó chí ít là đến hết quý 1, nhưng khả năng kéo dài đến hết quý 3 là rất cao. Lý giải điều này, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho rằng phải đến đầu quý 2, nền kinh tế mới phục hồi dần và tăng tốc trở lại từ quý 3. Khi đó, hoạt động của các doanh nghiệp đi vào ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động mới được cải thiện trở lại giúp sức tiêu thụ tăng lên giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thế giới đang có xu hướng giảm, nhưng do giá thức ăn trong nước có độ trễ hơn giá nguyên liệu nên phải đến đầu quý 2, giá thức ăn chăn nuôi trong nước mới có khả năng hạ nhiệt. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng đàn lợn cả nước hiện khoảng 28,6 triệu con. Ước cả năm 2023, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khoảng 7 đến 7,5 triệu tấn, tăng từ 5 đến 5,5% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,5 triệu tấn, tăng 4%, sản lượng thịt da cầm đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2022. Tuy nhiên, theo ước tính của Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, đàn heo cả nước hiện phải trên 31 triệu con, đó là chưa kể một lượng lớn thịt nhập khẩu các loại có giá rẻ hơn, càng gây áp lực cho thị trường tiêu thụ trong nước. Với tình hình dư cung như vậy, dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục đà giảm chứ chưa có dấu hiệu khởi sắc. Trước tình hình này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khuyến cáo, trong khó khăn, người chăn nuôi cần giảm đàn, tránh tâm lý giữ đàn đợi giá lên vì rất rủi ro. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và hộ nông dân nuôi heo. Theo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết giá heo xuất chuồng đang rất thấp, có nơi đã về 45.000 đồng một kg trong khi giá thành sản xuất lên tới 54.000 đến 55.000 đồng chột kg. Mỗi con heo xuất chuồng thì các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đã lỗ tới gần 1 triệu đồng. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi phải đóng chuồng trong thời gian tới vì thua lỗ trên miên, càng làm càng lỗ. Nhiều người chăn nuôi không có khả năng tái đàn do giá bán ra thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi, ông công thông tin trong công văn. Cũng theo Chủ tịch Hội chăn nuôi Đồng Nai, những năm qua, Ngành chăn nuôi của Việt Nam đã chịu thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi AFS, dịch bệnh COVID-19, xung đột Nga-Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu trên toàn cầu, dẫn tới chi phí logistics tăng cao, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi cao kỷ lục trong một thời gian dài, không ổn định, dẫn đến giá thành sản xuất chăn nuôi rất cao. Trong khi đó, lạm phát gia tăng, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân khá yếu, dẫn tới giá bán sản phẩm chăn nuôi ra thị trường giảm mạnh, gây thua lỗ lớn cho toàn ngành. Do đó, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người chăn nuôi, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị chính phủ giảm thuế nhập khẩu khô dầu đậu tương từ 2% xuống 0%. Phân tích về kiến nghị này, theo hiệp hội, từ cuối tháng 12 năm 2021, thuế nhập khẩu lúa mì từ 3% đã giảm xuống còn 0%, ngô giảm từ 5% xuống còn 2%. Trong khi đó, khô đậu tương là mặt hàng có giá thành cao, nguyên liệu chính trong công thức sản xuất cám heo và thủy sản nhưng vẫn giữ mức thuế nhập khẩu 2%. Giá khô đậu tương ở mức cao đã tác động trực tiếp tới giá thành chăn nuôi tại Việt Nam. Tại các nước có ngành thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi phát triển trong khu vực ASEAN nhiều năm qua đều đang duy trì thuế suất 0% đối với khô đậu tương nhập khẩu để hỗ trợ ngành thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi trong nước. Do vậy, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho rằng việc giảm thuế suất nhập khẩu khô đậu tương xuống 0% sẽ giúp các doanh nghiệp chăn nuôi tại Việt Nam ổn định mặt bằng giá thành sản xuất trong nước, đồng thời giữ lợi thế cạnh tranh cho ngành thức ăn chăn nuôi của Việt Nam trong khu vực cục thú y cho biết hiện nay nguy cơ bệnh dịch tả heo châu phi tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới vẫn rất cao nguyên nhân do đặc điểm của virus dịch tả heo châu phi rất nguy hiểm đối với heo có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường đường lây truyền rất phức tạp chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong khi đó không đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh đang tồn tại trong môi trường và trên một số đàn vật nuôi có thể gây bùng phát dịch. Một số địa phương và chủ vật nuôi chưa tuân thủ nghiêm việc báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định. Do đó, cần tiếp tục chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông để phòng chống dịch bệnh này trên đàn gia súc. Theo ông Nguyễn Chí Công chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, thời gian qua, ngành chăn nuôi đang chịu thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Dịch bệnh Covid-19 và xung đột Nga-Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu trên toàn cầu, dẫn tới chi phí logistic tăng cao, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng kỷ lục. Trong khi đó, giá bán sản phẩm chăn nuôi ra thị trường giảm rất mạnh, gây thua lỗ lớn cho toàn ngành. Một con heo xuất chuồng, các doanh nghiệp và người chăn nuôi đang lỗ tới gần 1 triệu đồng. Chưa kể, giá gà, vịt, trứng, thủy sản cũng rất thấp khiến cho người chăn nuôi và doanh nghiệp bị lỗ rất nhiều. Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định, trong thời gian tới sẽ có rất nhiều hộ chăn nuôi sẽ phải đóng chuồng, đóng ao vì thua lỗ triền miên. Nhiều người chăn nuôi không có khả năng tái đàn do giá bán ra thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi trong nước. Trong đó trước mắt cần tìm cách hạ giá thành thức ăn chăn nuôi bằng cách giảm thuế xuất nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0%. Ông Nguyễn Kim đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, người chăn nuôi ở Đồng Nai hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, giá thức ăn tăng cao, dịch bệnh phức tạp, giá bán xuống thấp khiến người chăn nuôi thua lỗ. Thời điểm hiện tại, nhiều hộ chăn nuôi đã mất khả năng tái đàn, phải tìm công việc khác để làm. Nếu tình trạng này kéo dài, Đồng Nai sẽ mất danh hiệu thủ phủ chăn nuôi trong thời gian tới. Ngoài ra, nguồn cung thực phẩm chăn nuôi sẽ sụt giảm, vấn đề việc làm sẽ bị ảnh hưởng khi đa số người chăn nuôi ở tuổi trung niên khó tìm được công việc mới ông Đoán chia sẻ. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, để nâng cao năng lực cạnh tranh, người chăn nuôi phải liên kết, đầu tư sản xuất cho khâu giống. Phương thức chăn nuôi cũng phải thay đổi, tiếp cận công nghệ mới khép kín, tự động hóa, xử lý được vấn đề môi trường. Ngành chăn nuôi cũng phải quan tâm đầu tư sơ chế, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm gắn với chuỗi phân phối để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 20 tháng 3 năm 2023 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo